Đối với các bạn thường xuyên sử dụng MacBook, việc ứng dụng những mẹo nhỏ khi sử dụng giúp cho công việc của bạn trở nên nhanh hơn, pro hơn và nhìn nó rất chi là công nghệ. Nhân tiện nhắc đến các mẹo khi sử dụng MacBook, hôm nay mình sẽ list ra những cái tính năng cực kỳ hay ho của MacBook. Có thể là những cái tính năng nó đơn giản thôi, nó nhẹ nhàng thôi, nhưng mình tin rằng nó sẽ giúp được cho các bạn rất là nhiều đấy. Vậy thì đó là những tính năng gì? Cùng theo dõi video các bạn nhé. Hiện tại ở HelloShop đang có chương trình xả hàng cuối năm giá rẻ vô địch với đa dạng các thiết bị từ iPad, iMac cho đến các dòng MacBook. Các bạn quan tâm có thể click vào đường link bên dưới nhé. Đây là một tính năng mình thấy khá là hay. Các bạn có thể tùy chỉnh một dòng chữ nào đó ở ngoài màn hình khóa. Khi các bạn chẳng may bị cầm nhầm máy thì người khác mở lên sẽ thấy dòng chữ được ghi ví dụ như là vui lòng gọi vào số hotline 113 để lấy máy. Đầu tiên các bạn sẽ vào phần System, sau đó các bạn lựa chọn Security, các bạn hãy mở khóa. Sau đó tại phần Set Log Manager các bạn nhập lời nhắn vào và bấm OK. Và bây giờ hãy quay trở lại màn hình khóa và xem thành quả của chúng ta nào. Đấy, như các bạn thấy đấy, đây là lời nhắn của mình. Ngoài việc sử dụng trackpad cho việc di chuyển con chó chuột, các bạn còn có thể tận dụng được trackpad để tạo chữ ký cho những cái bản hợp đồng nhé. Đầu tiên các bạn hãy mở file PDF lên, chọn Tool, Unknown Text, Signature và Manager Signature. Tại đây các bạn sẽ có hai lựa chọn, một là sử dụng trackpad và hai là sử dụng camera. Đầu tiên mình sẽ sử dụng với trackpad trước nhé. OK, xong rồi. Bấm Done. Vậy là xong rồi, các bạn chỉ cần kéo và thả vào bên trong file PDF mà thôi. Và bây giờ mình sẽ thử tạo bằng camera nhé. Các bạn click vào camera và đưa cái mảnh giấy có hình chữ ký của mình vào. Máy sẽ tự động nhận diện. Bấm Done. OK, kéo vào. Xong rồi. Đối với các bạn cần hai màn hình để có thể làm được nhiều việc khác nhau thì chắc chắn phải biết cách chia đôi màn hình ở trên MacBook rồi nhỉ. Để chia đôi màn hình MacBook, đầu tiên các bạn hãy click vào biểu tượng màu xanh lá cây bên góc trái của màn hình và lựa chọn cái kiểu phân chia mà các bạn muốn. OK, và thế là xong rồi, các bạn đã có thể sử dụng hai màn hình cùng một lúc để phục vụ cho công việc của mình. Vừa xem được video, vừa làm việc, rất dễ dàng, đã có tính năng Picture in Picture. Và tính năng này chỉ hoạt động được trên các máy sử dụng macOS Sierra trở lên thôi các bạn nhé. Để có thể kích hoạt tính năng này, các bạn vào một video bất kỳ, click chuột phải hai lần Picture in Picture và bấm vào, thế là xong. Đối với các bạn đang muốn trau dồi thêm khả năng nghe ngoại ngữ thì mình nghĩ rằng đây chính là một trong những tính năng khá là hay của macOS. Để xem mình gọi nó là gì nhỉ? Tạo sách nói trên macOS. Nói nôm na để cho các bạn dễ hiểu, thay vì sử dụng Google Translate của Google đúng không? Các bạn chỉ nghe được giọng của mỗi chị Google thôi. Chị Google thì làm sao? Thì khi mà sử dụng tính năng tạo sách nói này, các bạn có thể nghe thêm được rất là nhiều giọng đọc khác nhau nữa, giúp cho các bạn có thể cải thiện kha khá thêm cái khả năng nghe ngoại ngữ của các bạn đấy. Hãy enjoy cái moment này xem nào. Đầu tiên các bạn hãy tô đen phần muốn tạo sách nói, bấm chuột phải, chọn Service và chọn phần đầu tiên. Tại đây các bạn có thể lựa chọn giọng nói mà mình muốn. Ở đây mình sẽ lựa chọn giọng đầu tiên nhé. Rồi chọn cái nơi mà các bạn lưu lại. Rồi các bạn vào phần Music. Các bạn sẽ nghe được âm thanh. Our next game is against Thailand, who topped Group A, but it does not matter. All teams in this round are dangerous. Thailand are a strong side. The match against them will be competitive and aggressive, said Park. Có một cái phần hạn chế là có rất là nhiều ngoại ngữ và cũng có rất là nhiều ngôn ngữ, tuy nhiên lại không hỗ trợ tiếng Việt.
các bạn đang tìm kiếm một vài thông tin và muốn copy những cái thông tin ở trên những cái trang khác, và việc phải đồng bộ lại font từ các trang khác thì quá là tốn thời gian. Và việc gì khó cứ để MacBook lo. MacOS đồng bộ font rất là tốt, để mình cho các bạn xem nhé. Ở đây mình sẽ copy một cái nội dung từ trang Wikipedia và paste vào. Ý cha, hình như nhầm rồi, không phải là paste kiểu này đâu, mà các bạn phải paste kiểu này cơ. Các bạn vào Edit và Paste and Match Style, nó sẽ ra y chang với cái font mà các bạn đang gõ. Rất là hay đúng không nào? Và đó chưa phải là điều hay nhất đâu. Để tìm kiếm thêm một cái thông tin nào đó, các bạn chỉ việc bôi đen thông tin mà mình cần tìm kiếm và sử dụng For Touch của Trackpad. Và tính năng For Touch sẽ giúp cho các bạn list ra được rất là nhiều những cái thông tin. Đây là một trong những tính năng mà mình cảm thấy rất là hay ở trên macOS. Nói đến việc hỗ trợ cài đặt từ xa, các bạn nghĩ đến ai? Chắc chắn là TeamViewer rồi đúng không? Nhưng mình đang xài MacBook và mình đang xài macOS cơ mà. Các bạn hãy sử dụng ngay tính năng Screen Sharing cho mình. Trên chiếc MacBook bị điều khiển, các bạn vào phần Sharing và lựa chọn Remote Management, tích vào. Tại đây các bạn hãy lưu ý và nhớ cái mã số IP này nhé. Rồi quay lại chiếc máy dùng để điều khiển, các bạn vào phần Screen Sharing và nhập cái IP vào. Tại mục Username và Password, các bạn hãy nhập Username và Password của chiếc máy bị điều khiển nhé. Sau đó các bạn bấm Sign In. Ok, sau khi connect, chúng ta đã có thể dùng một chiếc MacBook để điều khiển một chiếc MacBook khác. Thực ra, ngoài vấn đề hỗ trợ tìm kiếm thông tin ở trên máy, Spotlight trên macOS còn hỗ trợ chúng ta rất là nhiều thứ hay ho khác. Chẳng hạn như là máy tính này, chuyển đổi tiền tệ này, hay là chuyển đổi nhiệt độ này. Cao cấp hơn là tìm kiếm về thông tin các chuyến bay. Các bạn chỉ việc nhập số hiệu chuyến bay vào, tất cả những thông tin về chuyến bay đó, chẳng hạn như là từ giờ bay này, sân bay nào này, hãng máy bay, đều được hiển thị trên Spotlight. Từ khi mình sử dụng MacBook, đây có lẽ là tính năng mà mang đến cái cảm giác thích nhất cho mình. Muốn tìm gì cũng có và rất nhanh trên Spotlight. Với Windows, khi một app bị treo, các bạn sẽ bấm gì? Có phải là Ctrl Alt Delete Del không? Nó sẽ hiện ra một cái Task Manager. Sau đó các bạn chọn cái app bị treo rồi tắt đi đúng không nào? Nhưng trên macOS chúng ta cũng có thể bắt buộc những cái app đó phải tắt bằng tổ hợp phím Command cộng Option cộng Escape. Sau khi bấm tổ hợp phím trên sẽ xuất hiện những cái app mà đang chạy. Các bạn muốn tắt ứng dụng nào, các bạn muốn tắt app nào, các bạn chỉ bấm vào app đó và bấm Forward, thế là xong. Trên đây là những tính năng mà đối với mình là rất hay và cần thiết để các bạn có thể sử dụng được MacBook một cách nhanh hơn, tiện hơn và pro hơn. Các bạn còn biết thêm những tính năng nào của MacBook không? Hãy chia sẻ cho mình biết thêm vào nhé. Và hiện nay ở Halo Shop đang về rất là nhiều mẫu MacBook đã qua sử dụng với chất lượng rất là tốt, cũng như là đa dạng về mẫu mã, cũng như là đa dạng về cấu hình. Đường link thì mình để dưới phần mô tả. Hãy like và share channel của Halo Shop để cập nhật thêm những thông tin về công nghệ các bạn nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.